Phòng à, chị biết lựa anh Phòng không? Ừ. Đang ăn mặn cho Phòng lên chứ không phải chơi rồi trời. Trời ơi, ta biết hết trơn. Rồi muốn Phòng đó chứ không phải những chơi đâu. Chứ ngày vậy, chị lớn lên. Chị đẹp rồi phải Phòng, Phòng bự lên nha. Tôi có mình đứng trong đây giấy ra nè, giấy ra một lỗ cũng được. Chị đứng trong đó kia kìa. Đâu? Tại đầu xe, chứ giữa đầu xe. Mà ta cúng vậy rồi. Cái gì hả? Cúng dốc cái meo luôn rồi. Rồi giá lớn lên coi. Giá thì sao? Giá lớn lên. Giá... Ai biết bữa nay nhà máy? Bữa nay 19. 19 tốt ngày đó. Tốt ngày luôn đó. Giá đi. Đó là cái me. Này, nhà máy giá kêu ta là uống nước nhiều nhiều nha. Ăn bánh đi. Chà. Cái giá gì kỳ vậy? Quỳ xuống lại. Trời ơi, mình nhớ là mình nói chị tuổi gì, tên gì. Ngày mai khai trương. Nói ngày mai khai trương mà mua nước gì đó chỉ rỡ ra. Sao dầm cái che, dầm cái me không ạ? Rồi. Quỳ xuống lại đi chị. Thôi thôi. Cúng phải lại chứ. Không. Gì hả? Lột mẹ không có tay rồi. Ngày mai là bán nước đó. Ừ. Trời ơi, dạ. Còn hai nữa thì đi xuống rồi cho. Sao dòng lên cái à, đọc ngoài hả chị? Thì cúng trên xe phải nhìn cái mặt. Mai xe ta ngừng lại ta mua. Cúng trên xe nhìn cái me ha. Ừ. Hôm nay mình tên mở hàng đấy nhá. Tên mua đi mở hàng. Cúng mà cúng bánh. Bánh phòng. Ừ. Mà tới quay là kêu mua ủng hộ cũng, nha. Cũng mà dạ. Giấy mấy ông cô nổi vậy rồi. Cũng dữ mà. Chị rồi uống nước. Dạ đơn giản cho cái giấy gì nữa cho nó. Lấy cái bọc quá người ta để mấy cái hàng, chai. Hàng, lấy ra, ngày mai lấy. Chút xíu nó tối sắp vô rồi. Đâu có, mình lấy ra. Tối mà đẩy chiếc xe vô nhà luôn. Chân sẵn. Tối đẩy chiếc xe vô luôn. Sao không vừa? Vừa. Xếp làm hàng đó, xếp mặt hàng đó. Chị đẹp khai trương bán nước thì mong cô chú anh em hãy ở trên Châu Đốc này ủng hộ cho chị đẹp nha. Mới sơn xe lại mới chét luôn đó. Mới sơn xe mới người ta sơn tỷ gửi. Xe mới chét luôn. Đồ bán thì có mấy trăm ngàn hả? Bán đủ đây nè, đủ loại vậy nè hả chị? Đó, trà đầu tư rồi. Nè chị nói làm sao chị, ai có tới thì ủng hộ chai nước. Kêu ủng hộ. Rồi. Không có. Mà mốt ai cứ đi con heo á thì có cát nước giá tôi tặng cho người con chơi. Trời ơi. Chơi con như vậy. Tặng luôn hả? Tặng không phải bớt đâu. Thầy ơi, sao mà tặng tiền đâu mà hết vốn rồi sao? Cục vốn. Không có cục đâu. Cục vốn, tặng là cục vốn mình bán. Trời ơi. Mình treo bọc lên đấy ha. Ừ, treo bọc của ta để thấy chưa? Ủa cái xe đẹp quá hả? Ở đây cái xe màu đỏ dễ thương quá hả? Rồi xe đó mà ăn cho đỏ ha, chị đẹp. Hên luôn. Ừ, đúng rồi. Bà mẹ trời ơi uống luôn hả? Mày bỏ. Già, uống bò cụng luôn. Đó mời kìa, mời kìa. Mời không mời kêu gì uống? Kêu. Kêu ông me. Kêu làm gì? Kêu ông me gì uống? Thôi khỏi. Bởi vì người ta chờ nè. Trời ơi. Trời. Mày mà nói gì chai? Trời uống vô cái nắp nước sơn hồi bệnh chết á, hôi lắm. Sao bỏ vậy? Có thứ mới của anh mời cho anh đéo đây. Nè. Mời đéo rưỡi đây nè. Gì hả? À rồi. Cho anh đéo. Kìa, đánh đưa kìa. Nè, mọi người giấy cho người ta nha. Nè. Giấy kêu người ta gì hút. Đứng cho vào hoài, coi cái gì đâu. Được rồi. Nè. Mọi người kêu người ta mời người ta về người ta mới hút nha. Còn không mời người ta không hút đó. Nhớ cho Thành Tâm vào. Thành Tâm rồi đó. Rồi kêu người ta về hút hút đi. Kêu sao đâu, kêu lớn lên. Trời ơi, để dựng lên chứ hả? Đâu có dựng gì đâu được. Được. Tôi cho hết. Đến miếng luôn. Trời, đứng cho đàng hoàng đi. Sao đứng được? Sọc chú bọc quá. Nè, yeah, nhấc đây nè. Nè, chị nhấc vô kẻ nè. Rồi. Rồi, trái đi. Rồi.
đó về ăn bánh uống nước đi, hộ độ tôi ngày nào cũng bán đựng lóc lóc nước suối gì đó. Bán gì con lóc hả? À? Bán hết xe à, hai lóc là được rồi. Bán ngày tiền tiền nhà 2.000, tiền ăn 2.000. 4.000 ha. 4.000 đủ đó hả? Ơi. Tính luôn á, tiền nhà 2.000, tiền ăn 2.000, 4.000, ngày bán kiếm 4.000 được rồi. Chứ không cần nhiều hết chị đẹp. Có đói bụng chưa, lấy cơm ăn đi. Chưa. Có ai mắc cỡ lắm. Mắc cỡ hả? Có gì đâu mà mắc cỡ. Đây có bánh mì ăn với gà kìa. Rồi chị ăn đi. Không, chưa có bánh mì. Ăn mì gói không? Có ăn mì gói không? Tôi nấu cho ai? Ăn rồi. Ăn mì gói rồi. Rồi tối chị nằm trong hay nằm ngoài? Thì hai đứa ngủ chung vậy đó, ai biết ai nằm trong ai nằm ngoài. Trời ơi. Này phải có cái dụng nữa. Ừ. Nhan, cái nhan quẹo kìa. Hôm nay có cái xe đồ quán sướng nha, đẹp nha. Chị đẹp nó thành bà chủ rồi. Cho ai? Cho bà mèo. Cho thằng chồng ha. Lấy nắp hồi nãy đó. Cho làm cái chén nào hoàng đi, ăn nắp vào ăn. Uống nước. Uống nước, lấy cái chén cho nó. Rồi con chó nó chạy ra ngoài kia, mình mấy giờ hay rồi nó vô nó nằm luôn nè. Cắn không? Không. Cái cơm nó hay vậy? Ăn cho ăn khô đi. Nè. Trời ơi, nguyên khô cái lóc luôn. Cho ăn sen ha. Cứ ngớt hả? Cứ ngớt hả? Cái nhang quẹo kìa. Chấm lại cho đứng tao nhang lên đi. Không, để cây đứa thuốc. Không rồi, nó rồi. Nè nè. Cúng đi, đi cúng. Có người bán ăn đi. Ăn cho phòng lên. Cho nó vô máy nhá. Thế các khách phải mời nước chứ. Ta đi ngang mời ta mua nước giùm chứ. Không. Ở sớm là thấy người ta lên ta mua rồi. Mình nướng nhà mơi rồi giao làm sao? Dạ, mình giao nước làm sao, giao thử cho ông bà cô chú nghe nè. Cho cái chị cho 1 triệu đó, chị nghe 1 chút coi. Chị kêu mời anh mà chị uống nước suối nè. Thì người ta nghe, người ta thấy được, mai mốt người ta cho nữa. Ừ. Đó, biết buôn bán. Xe rồi. Nước rồi nè, thấy không? Cúng mà ăn luôn ha. Người ta có ăn chưa mà chị ăn. Nước gì ạ? Hồi sáng mua cà phê đó, mua cà phê bên đây nữa. Chà cà phê ha. Tối đem nước vô để đây nè. Chỉ có sức kem không? Không. Không có sợi kem hả? Không. Trời ơi, ta lo kiếm tiền ăn đây mà ai đâu ở đó ăn dọn. Ừ. Lo kiếm tiền ha. Ừ.
vốn rồi đó. Bây giờ có vốn làm ăn rồi đó. Có vốn đi buôn rồi. Ngày mua rồi có còn nhiêu tiền. Giữ kỹ nha để mời hồi người ta đó. Mới rồi. Còn không có tiền là không có hồi được đâu. Ba mươi. Năm trăm mấy? 524. Ừ. Để dành hồi ta. Một xe nước rồi nè. Một xe nước rồi còn 500 mấy. Mình thối á. Ừ. Có nhiều người ta cũng giữ lắm, ta đưa với 500 ngàn, ta mua chai nước 5 ngàn. Ừ. Thì đâu mình thối à. Rồi nửa này bán nhiêu chai? 10 ngàn. Coi thử coi. Hay 12 ngàn, hay 15 ngàn. Cái giấy này nó giấy nãy đâu? À bán ở đâu rồi. Cầm giấy rồi mới biết đường giá bán. Giấy được đi rồi. Mẹ. À, mấy nước ngọt này bán nhiêu? Hiện đây bổ rộng chai 15 ngàn đi. Ừ, à, vậy đúng. Thôi. Chai 15 ngàn là nước suối. Chai 15 ngàn á. Nước suối. Chai nó 5 ngàn. Suối 5 ngàn hả? À, là... Suối 5 ngàn lỗ. Đâu có lỗ. Một lốc nãy 30 ngàn. Nước suối kia mới 5 ngàn, suối này có 10 ngàn. Suối này suối mới cầm. Suối đặc biệt nè. À. Suối này mắc. Suối này mắc tiền. 10 ngàn. À, 10 ngàn chai nước suối. 8 ngàn chai cũng được nữa. À, bán 10 ngàn, ngàn, ngàn chai thì ta mua ủng hộ. Mới 30 ngàn lốc. 30 ngàn lốc rồi. Ừ. Ngàn lốc mấy chai? 3 ngàn chai đó. 12 chai. Mua 2.800 chai. Không đó. Phải sao? Vậy đó là nó bán đồ ấy đó. Hai lốc nó suối 60 cạt đó. Thằng. Hồi nãy chị mua mở hàng một lốc 50 rồi đó, lời 20 rồi đó. Ờ vậy thôi bán 5.000 thôi. Cái gì? Bán 10.000 thôi. Bán 5.000 lỗ. Lời ít. 5.000 thì lời được ít à? Không bán 5.000. 80 nước ngàn nước này bán 10.000. Nước này nước xịn mà. Nước xịn nước tốt. Nước kia mới bán 5.000, nước này tốt. Ờ ai biết đâu. Ừ. Còn nước ngọt này bán 15.000. 15.000. 15.000 hết, cái nào cũng 15.000. Ừ. Có đồng 15.000, muốn lấy nào lấy. Ừ. Còn này thì 10.000 rồi dễ nhớ. Không, nước suối thôi bán gì mấy lớn. Bán 7-8.000 à. 7-8.000 được rồi. Ý là lợi ít thôi đấy. Còn mấy 8.000. 8.000 thầu cho dễ, thầu 2.000. Ờ. Đưa 10.000 thầu 2.000. Còn ai thương thì cho thì nhận lấy. Cho luôn. Cho luôn. Lỗ à. Không có tiền thì mua nữa sao? Hồi này đi bán cũng vậy đó. Đấy có à? Khi cho nước ngọt luôn. Ờ. Cho luôn. Cho luôn. Ờ thích nhiều nát cho luôn, làm bán bò cũng đồ nước yến đồ đó là cho hết luôn. Cho hết thì tiền đâu mua nữa. Thôi bảo. Trời ơi. Bán vậy đó cho hết trơn thiệt mà. Ai lại không có là cho đó. Ừ. Cũng như người ta không có uống ha. À, nãy giờ có cho anh cho hai anh quay phim này không? À, anh muốn uống gì tự lấy đi. Thứ dữ. Không được, các anh tiếp quay phải ủng hộ cho em chứ, cho chị. Chuyện chó nó ngủ luôn kìa. Ở bà má ngủ rồi kìa. Ừ. Không dỗ ba coi. Không cho ba ăn đi. Không, chưa đâu, bả chưa ăn đâu. Dạ. Con kia ăn không? Ông cái chả không chưa ăn nữa nè. Nó sợ đó, nó sợ nó không dám ăn đó. Không phải mới về đó. Mới về lụm ở đâu à? Lụm ở chợ. Người ta thách bắt được con mèo mà. Con mèo này hôm qua nay mới bắt được. Mới gình bắt được ha. Nó chạy không à. Thách bắt mèo đó. Thích hả? Rồi chị vừa bán mà vừa cho rồi mới lốt hết vốn thì sao vậy đẹp? Hả? Kiếm vốn đang bán. Trời ơi. Kiếm dữ. Thì chị kiếm làm sao kiếm vốn? À. Đi lượm ve chai hay gì? À. Vừa bán vừa lượm ve chai. Ừ. Chết luôn rồi. Bán thôi đừng cho. À. Mình bán rẻ một chút cũng được, đừng để cho. Mai con Mimi lên đây nè. Vậy ha. Ừ. Cho Mimi nằm dưới này. Nấu cơm ăn sớm. Cho hai con luôn hả? À. Hai con từng dưới hả? Ừ. Mà chị bán từng trên. Rồi tối hả, nằm ở đâu? Nước đá cũng tầng trên, đêm về đây. Chiều về đây ngủ ha. Ừ. Xong ăn đi. Ừ đâu. Chết, ăn cơm dễ vậy ạ? Ừ. Mày sáng giờ có ăn gì chưa? Chưa. Mày, không... mày từ từ mới ăn đâu giờ? Không đói sao? Không.
Rồi sao bữa nay có chiếc xe này chị vui không? Mừng không? Bữa nay có tiền mừng chị. Hổng gầy là mà em cho bữa hổng 1 triệu. Còn bữa nay 1 triệu nữa rồi. 2 triệu rồi. Còn tiền không? Rồi ra giá lần nữa đi. Chị đẹp. Ra giá lần nữa. Rồi ra giá lần nữa rồi. Lần nữa rồi. Lần, giờ, lần là được rồi. Bỏ nhang được rồi. Ra đứng giá lần nữa đi. Giá lớn lớn. Giá chị trời. Giá lần bán làm sao được đó. Kết thúc. Ừ. Dạ uống nước đi. Rồi bắt đầu mai nhớ nha. Kiếm sao rồi mua nước uống nha. Giá gì gọi đó hả? Ừ. Đói lỡ đây đói tiền nhạc có đám ta đuổi nè. Nhớ bán nó vô tay luôn đó chứ. Chấp tay đứng nè, chấp tay giá đang đứng tên tuổi. Ừ, chấp tay lại đàng hoàng. Đó đó là tên tuổi họ gì? Ngày mai khai trương. Ai biết họ gì? Trời ơi. Sao? Nhớ cho trung thành vào. Thành 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 tâm vào. Thành tâm vào bán đó. Đi rồi, bán hết chứ không phải cắt nhà đâu mà giá chữ. Tin cắt nhà luôn hả gì? Thầy giá thầy chị mua đây đi. Mua cái nhà nhỏ xíu gì này cho tôi đi. Chị giá thầm tâm vô. Chỗ nhỏ bán đắt thì đó. Chị mới có tiền cắt nhà được. Mua cho tôi đi. Dạ. Tôi ở. Bây giờ chị giờ dạ. khỏi cắt nhà này chị vô nhà dưỡng lão ở không? Ừ được đó. Được không? Được. Chị chống chị làm tiếp nhà hả? ăn thư thiện luôn. Rồi chị có cho ăn. Chị rồi, có cho mấy con này sao đem vô được? Hả? Con tôi nghiệp ta. Cho người ta. Không. Đã dễ gì vô. Vô giống là khỏi lo ăn gì chăng. Cơm nước có chỗ ngủ sạch sẽ luôn, có chị trẻ luôn. Thôi tự nhiên cái đem bài này ra kêu vô chuyện lão ạ.